Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Là chính chủ mạch, bọn họ đã bắt đầu bắt chủ mạch rồi. Không, xem ra truyền thuyết lại nào. Mẹ nào một chủ mạch cũng không để lại cho chúng ta hay sao? Chính chủ mạch, các ngươi đừng hòng lấy được. Nhân lúc bây giờ chúng ta không quan tâm đến các ngươi, nhanh chóng cút đi. Dù sao các ngươi cũng không thể nào vào đại trận được đâu. Thật sự không có cách nào nữa rồi sao? Ngươi lại muốn chúng ta rời khỏi như vậy sao? Hãy nào nói, ngươi đang lo lắng điều gì hay sao? Lo lắng đám sâu khiến của ngũ thiên các ngươi lần này có thể tạo thành được phá hoại gì không? Có lẽ ngươi còn đang lo lắng tòa đại trận kết giới này của các ngươi vẫn chưa thôi diễn hoàn chỉnh. Thật sự có thể tồn tại một vài khiếm khuyết đúng không? Là có ý gì? Tòa kết giới này không phải là ở hình dạng hoàn chỉnh, nó vẫn đang còn khiếm khuyết. Gia đồ kia sở dĩ muốn để cho chúng ta chủ động nuôi đi cũng là bởi vì không muốn mạo hiểm. Nói một cách đơn giản, kết giới này không phải là bức tường kiên cố thật sự. Chúng ta vẫn có cơ hội. Cái gì? Tốt quá rồi, còn có cơ hội sao? Chúng ta tuyệt đối không được từ bỏ ở đây. Tốt quá rồi, dĩ khí trước đây đã bị làm tan ra, đã được Chu Nguyên hồi phục lại rồi. Xem ra lần này trong ngũ thiên cũng có một vài nhân vật có thể nhìn chúng. Trên thực tế tình hình quả thật là giống như ngươi đã nói. Nhưng mà ta không muốn mạo hiểm tỷ suất chỉ có 1% kia, mà là 99%. Tất cả mọi người, toàn bộ đều sẽ chết ở đây. Nói lời đe dọa, ta cảm thấy tỷ suất phá trận này có thể là 50%. Lùi một vạn bước cho dù là 1%, thế thì đã sao? Ngũ đại thiên vực của ta gánh vác tương lai của chư tộc đến nơi này. Chỉ cầu một trận tử chiến, chỉ có tử chiến,